Ngày 31 tháng 10 tại chùa Kỳ Quang 2 đã diễn ra đại lễ cầu siêu và trai tăng cúng dường chư tôn đức chứng minh. Tham dự và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Tường, ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, đồng thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, đồng phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Danh Đung, ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, phó chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thượng tọa Thích Phước Nguyên, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, phó chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức thường trực Hội đồng trị sự văn phòng 2 Trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phường ban ni giới Trung ương, phường ban ni giới Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì tự viện trong và ngoài thành phố và đông đảo Phật tử đồng về tham dự. Tại đây, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo đã quang lâm khu vực thờ linh cốt tại chùa, thành kính dâng hương và thực hiện nghi thức sái tịnh cầu nguyện cho các hương linh thờ tại chùa được ân thêm lợi lạc, đồng thời hồi hướng công đức đến các vị thân nhân và các vị Phật tử được trọn phần công đức. Tiếp đó, ban tổ chức đã tổ chức lễ cúng dường trai tăng đến chư tôn thiền đức hiện tiền chứng minh, nương nhờ đạo hạnh và oai lực của quý ngài kỳ nguyện cho chư hương linh được thờ tại chùa và gia đình thân nhân Phật tử được bình an, đạo tâm kiên cố, đạo lực tăng trưởng, cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Qua đây, thượng tọa Thích Quang Thạnh, ủy viên Hội đồng trị sự, phó chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó thư ký kiêm chánh văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đại diện chùa Kỳ Quang 2, đảnh đại lao Hòa thượng Tôn sư Thích Thiện Chiếu báo cáo công tác Phật sự của chùa trong thời gian vừa qua. Theo đó, sau gần 2 tháng tổ chức cho người dân xuống hầm lưu giữ tro cốt, tìm kiếm nhận dạng, đến nay có gần 97% người dân đã tìm, nhận diện được hữu cốt thân nhân của mình. Rất ít trường hợp nhận diện trùng hoặc nghi ngờ giống nhau đã được nhà chùa tổ chức thương thảo, đối chứng, thông qua các dấu vết trên di ảnh, hình ảnh, tư liệu của gia đình và các bằng chứng khác. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 2 trường hợp chưa đến nhận diện do ở xa. Nhân đây, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng đã tri ân công đức đối với quý Phật tử đã luôn đồng hành cùng chư tăng bổn tự trong suốt các hoạt động Phật sự vừa qua. Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, ban tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chứng minh và tham dự khóa lễ tụng kinh Dược sư cầu nguyện âm siêu dương thới cho bá tánh thập phương, hồi hướng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống, cầu nguyện thế giới hòa bình, bão lũ mau chóng qua đi để nhân dân an cư lạc nghiệp.